Xem tử vi năm 2024 cho nữ mạng Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đối với quý bà tuổi Đinh Tỵ bước sang năm Giáp Thìn 2024, đánh dấu một năm quan trọng trong cuộc đời. Năm nay, vận số của quý bà sẽ có những thay đổi đáng kể trong nhiều lĩnh vực. Đinh Tỵ đầm nội chi xa, tức rắn trong đầm. Tuổi vào năm 2024 là 48 tuổi. Sinh từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 2 năm 1978. Ngũ hành bản mệnh xa trung thổ, tức đất và cát. Tưởng xương, tưởng tình, xương còn gắn, tưởng tình còn cũ. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tỵ nữ mạng vào năm 2024 như sau. Luận giải về ngũ hành. Năm 2024, đối với nữ mạng tuổi Đinh Tỵ, bản mệnh hành thổ gặp năm ngũ hành hỏa, mối quan hệ tương sinh rất tốt. Năm này có cuộc sống vui mai và nhiều tin mừng đưa tới. Về việc mưu cầu danh vọng cũng được lợi và có nhiều dự định đầu tư, xuất tiền, tiến hành trong năm đều thuận lợi và đạt được thành tựu như ý. Trong năm 2024, xuất hành đi xa, bản thân nữ mạng tuổi này gặp nhiều may mắn nhờ được sự giúp đỡ từ quý nhân. Luận giải về thiên can. Thiên can tuổi Đinh thuộc ngũ hành hỏa, gặp năm thiên can giáp ngũ hành mộc trở về bình hòa. Năm này kinh doanh làm ăn có thể không được thuận lợi và khó có dấu hiệu khởi sắc như mong muốn. Tuy nhiên, khi đánh giá ngũ hành thì ngũ hành của thiên can năm lại tương sinh cho ngũ hành hỏa thiên can của tuổi. Vì vậy, bản mệnh dự báo có tin vui về nơi ăn chốn ở, cùng với đó công việc cũng có tin vui đưa tới. Luận về địa chi. Địa chi Tỵ hành hỏa gặp năm địa chi Thìn hành thổ, mối quan hệ bình hòa. Năm này công việc làm ăn kinh doanh đều bình thường. Nữ mạng trong năm gia đạo có sự hòa thuận, trở về chuyện vui đưa tới. Ngũ hành địa chi của tuổi tương sinh cho ngũ hành địa chi của năm, vì thế những sự toàn tỉnh công việc cũng có thể dự định thay đổi so với năm cũ. Luận về cung phi. Người cung phi khảm thuộc ngũ hành thủy tương ứng khí thiên y với cung phi chẩn thuộc ngũ hành mộc của năm Giáp Thìn. Dự báo bệnh tật của quý bà trong năm được tiêu trừ nên khỏe mạnh, tiền tài kiểm ra được hưng vượng hơn trước, quý nhân hỗ trợ nên công việc có sự đổi mới. Về ngũ hành cung phi của năm Giáp Thìn hành mộc gặp cung phi tuổi thủy là quan hệ tương sinh, nên người tuổi này có thể không được mong muốn như các dự định. Tổng kết. Theo tử vi năm 2024 đối với nữ mạng Đinh Tỵ dự báo sẽ có một cuộc sống may mắn thành công hơn. Về mọi mặt công việc, quý bà sẽ mở rộng được các cơ hội và có thể đạt được nhiều thành tựu. Tình hình tài chính của quý bà được cải thiện, có thể gặp được những cơ hội tài chính tốt hơn. Ngoài ra, gia đạo cũng có tin vui. Sức khỏe của quý bà có thể đối mặt với một số vấn đề liên quan tới huyết áp, vì vậy cần chú ý tới sức khỏe. Tử vi năm 2024 cho nữ mạng Đinh Tỵ luận về sao chiếu mệnh. Sao Mộc Đức, tức Mộc Tinh. Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ, thu đông rạng ngời. Bạn buồn vỗn một phát mười, gia môn rộng rã, nụ cười ấm no. Năm 2024, được sao Mộc Đức chiếu mệnh, nữ mạng tuổi này có cuộc sống tốt lành, may mắn và nhất là trong chuyện tình cảm được như mong muốn. Tháng tốt nhất trong năm là tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Ngoài ra gặp sao Mộc Đức thì nữ mạng sinh năm 1977, đề phòng có bệnh tật và đau ốm, nhất là bệnh về huyết áp. Luận về sao hạn, hạn tam kheo, tức tiểu hạn. Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khẩn nguyện hết lòng.
cũng sao giải hạn, thoát phong, tai ương. Năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng Đinh Tỵ gặp sao hạn Tam Kheo. Tuổi này, sức khỏe cẩn thận, có thể bị bệnh về xương khớp hoặc bệnh về phong thấp. Hạn Tam Kheo chú ý đi lại trong năm cẩn thận vì không được thuận. Ngoài ra, đề phòng, xây xác, tay chân. Nữ mạng Đinh Tỵ vào năm 2024 có phạm phải hạn gì không? Nữ mạng Đinh Tỵ bước sang năm Giáp Thìn 2024 phạm phải hạn Kim Lâu và Hoàng Ốc. Vận niên năm 2024, vận niên Thử Quy Điền tốt. Vận niên này là hình tượng chuột trôi lại với đồng ruộng, dự báo trong năm rất tốt để tiếp nối cho công việc cũng như môi trường cũ. Bản thân có được tinh thần vui vẻ và nhiều khả năng tăng trưởng, tiến hành các dự định công việc điều hành thông vì được quý nhân giúp sức. Đầu tư về kinh doanh trong năm này có lợi, thành công ngoài sức mong đợi. Thăng tiến đưa tới cho những mong cầu về quan lầu. Tuy nhiên, quý bà nên kính đảo và cẩn thận. Ngoài ra, trong năm có hệ sự. Luận về tử trụ, tử trụ có thiên bại địa hoa. Trong năm, quý bà cần lưu ý sức khỏe của người thân trong gia đạo. Luận giải lá số tử vi đối với tuổi Đinh Tỵ nữ mạng vào năm 2024 như sau. Tài cùng tiểu vận có các sao: Thiên Phúc, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Tấu Thư, Tử Phụ, Lưu Hà, Triệt, Suy. Bộ sau này trong gia đạo có tin vui đưa tới, công việc làm ăn không được tốt và cẩn thận các vấn đề về máu huyết ảnh hưởng tới sức khỏe, tình cảm không được tốt. Tài cùng xung chiếu có các sao: Quan Phủ, Trực Phù, Kình Dương, Tuần, Dưỡng. Bộ sau này trụ về thị phi hoặc bất lợi đưa tới, sức khỏe cũng như công việc của bản mệnh gặp phải nhiều điều bất lợi, cẩn thận xe cộ đi lại. Tài cùng tam hợp có các sao: Thiên Hỷ, Văn Tinh, Thiểu Dương, Thiên Trù, Cô Thần, Đại Hao, Thiên Không, Tuyệt, Thiên Khôi, Phúc Đức, Lực Sĩ, Đà La, Quả Tủ, Mộc Dục. Bộ sau này cho biết công việc trong năm không tốt, không nên đầu tư hay mở mang thêm cho công việc năm nay, tiền bạc khó khăn mà phải tiêu pha nhiều. Tài cung nhị hợp có các sao: Hoa Cải, Thái Tuế, Thiên La, Thai. Bộ sau này trong năm có tin vui về thêm người hoặc tin vui chuyện tình cảm, sức khỏe của quý bà chú ý lâu khỏi bệnh hoặc bị đau ốm. Kết luận lá số tử vi đối với nữ mạng sinh năm 1977 vào năm 2024 như sau. Trong năm, cuộc sống của quý bà cũng như công việc đều khá tốt, làm ăn kinh doanh gặp may mắn và dễ dàng. Tài chính năm này hành thông và mưu cầu dễ dàng, có tin vui về thêm người trong gia đạo. Ngoài ra cần phải lưu tâm tới sức khỏe, đi lại vùng sông nước cẩn thận hơn. Xem tử vi năm 2024 đối với quý bà tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính. Trong năm, đối với vấn đề tiền bạc dự báo khá tốt và hành thông, quý bà có mưu cầu tiền bạc cũng dễ dàng. Nếu đầu tư vào làm ăn, trụ về xin được lợi lộc cũng như vận may. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của quý bà được dự báo trong năm tuy có tốt, nhưng khi xuất hành đi xa cần lưu ý về việc di chuyển miền sông nước hoặc cẩn thận về xe cộ. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Công việc kinh doanh làm ăn khá tốt, đưa tới những tin vui. Bản thân có sự mở mang thêm. Khó khăn về đường công danh trong năm nay được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Trong năm, tình cảm gia đạo khá tốt, có tin vui về thêm người thêm của. Mọi thành viên trong gia đạo của quý bà an vui, ít khi có những mâu thuẫn đưa tới. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao. Đây là phương diện chủ về không tốt, gặp phải những bất lợi. Xuất hành đi xa ảnh hưởng tới sức khỏe, cẩn thận chuyện thị phi cũng như những chuyện muộn phiền.
Năm 2024, quý ba tuổi Đinh Tỵ hợp tác làm ăn với các tuổi nào để được hanh thông và tài lộc? Quý ba nên hợp tác với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 hoặc tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 để công việc được hanh thông, thuận lợi và phát triển. Năm 2024, mao hợp tuổi với nữ mạng Đinh Tỵ là màu đỏ hoặc màu hồng. Mao kỷ tuổi đối với quý ba là màu nâu, màu vàng và màu đen. Hướng tốt xuất hành vào ngày mùng 1 Tết. Quý ba nên xuất hành theo hướng Đông Nam từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tính theo giờ địa phương để nghênh tiếp tài thần. Tổng kết. Năm 2024 là một năm mang nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc sống đối với quý ba sinh năm 1977. Nhưng cũng cổ sẽ có những thời điểm để phát huy năng lực bản thân, mở mang cơ hội và đạt được thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, tình cảm gia đạo cũng được đánh giá là ổn định, hạnh phúc, giúp cho nữ mạng tuổi này có thể đón nhận và vượt qua những thách thức trong năm Giáp Thìn này.